Đầu gỗ Đức Hiền kính chào quý vị. Hôm nay là chiều ngày 28 tháng 5 năm 2016 và clip này tôi trân trọng giới thiệu cặp bàn thờ với cái đây là cặp bàn thờ mà cháu Nghĩa ở Phú Thọ có đặt hàng chúng tôi. Kích thước mặt là 1m97 x 81 và một bàn lớn bàn nhỏ. Cái bàn lớn là cao 1m27, còn đây bàn nhỏ đây là ngang 81, sâu 61 và cao là 65 cm. Thì thông thường với kích thước mặt là 1m97 x 81 thì phần chân nó chỉ là vuông 10 phân, nhưng mà đây là cháu Nghĩa của tôi là chân này là 12 phân vuông, cho nên là trông cái chân nó rất là bự. Thông thường cái cỡ chân 12 này thì chúng tôi làm là 1m97 x 87, hoặc ý là coi như cỡ lớn đấy. Thì hôm nay là cháu Nghĩa là dặn làm kích thước đấy nhưng mà lại chỉ làm sâu 81 thôi. Và hàng thông thường thì mặt dày 1 phân nhưng chiều này của cháu là làm với chiều dày đặc biệt. Đồng thời nữa là cái loại này là thường cái ngăn kéo chỗ này là ngăn kéo giả. Chỗ này đây. Nhưng mà ở đây là ngăn kéo thật luôn. Để tôi sẽ đẩy ra. Để tôi quay vào trong quý vị xem. Đây có ngăn kéo đây. Hiện nay nó chưa đây. Sau này chúng tôi còn bắt một cái tay co vào đây nữa. Bây giờ rút vào này. Ra điều kiện là từ Phú Thọ về đến chỗ nhà tôi là khoảng độ 150 km, cho nên là thường cháu chỉ đặt qua điện thoại để cho tôi sau khi xong phần mộc này thì có quay lên để cháu và gia đình xem, gọi là xem từ xa. Và đồng thời báo cáo quý vị là những kiểu bàn thờ này là cái mặt hàng truyền thống của chúng tôi. Và nếu quý vị muốn thì có thể đặt hàng trong thời gian 1 tháng. Nếu cần gấp thì trước 1 tháng chúng tôi cũng có thể hoàn thành được. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và tôi sẽ lia chậm chậm để quý vị quan sát cho kỹ hơn. Đây từ đây, ở bên trên là cái lợt cổ hình chữ vạn, ý nghĩa là vạn sự như ý. Bên dưới này là những cái cây tùng con hạt hoa sen là tùng hạt liên liên, và ở cái yếm này là ngũ khúc gồm có 5 con rơi, những cái đồng tiền của Phú Thọ, nghĩa là phúc lộc thọ. Vậy đây là cái bàn này tôi đang quay ở cái xưởng phía trước tầng 1 khu A. Bên trong này thì các anh chị em cũng đang làm khẩn trương để hoàn thành mấy chiếc sập cẩm lai. Đây là phía trước, đây là khu nhà A 6 tầng của chúng tôi. Còn bên kia là khu B. Mấy hôm nay thời tiết thì rất là thất thường, lúc thì mưa, lúc thì nắng. Đức Hiền xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những clip sau.